Alo, chị Tú à? Ơi Vâng, chị ăn uống chưa? ăn rồi Vâng, em gọi hỏi chị một chút là em được cô Tâm báo ấy, là chị học xong cái khóa học của trung tâm. Thì chị xác nhận thông tin giúp em. đúng rồi, chị có học khóa học cái tổng kho của cô Tâm Nguyễn Tâm đấy, À, dạ là vâng. phụ huynh đấy. Dạ vâng. Em thấy cái khóa học mà chị đăng ký bên em là từ tháng 12 năm trước đúng không? Do là chị không học được hay như thế nào mà khóa học của mình nó kéo dài lâu thế chị nhỉ? Không, chị vẫn học nhưng mà chị học không có đều, do cái công việc của chị thường xuyên đi nhiều ấy, À dạ vâng. Có nghĩa nhưng là mà một tuần. đã kết thúc rồi. À vâng. Một tuần chị học được mấy buổi? Một tuần có khi chị học được 2 buổi, có khi chị không học được một buổi nào luôn. Công việc của chị nó không có cố định đi, cho nên là thời gian nó cũng phụ thuộc vô cái công việc, nên là chị không có ấy được, Dạ không có vâng. học cố định được. Còn năm đầu rảnh ra thì online với cô Tâm để học, À nhưng mà dạ cô Tâm là luôn luôn là nhắc nhở là phải học, phải học, phải học. vâng. Mình ngoài công việc mình còn có gia đình đồ này nữa đó, nên là thời gian của mình không ấy được. Dạ vâng. Được cái bên em thì là cái thời gian học cũng linh động nên là học viên cũng thoải mái về thời gian học. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng. À thế trong cái quá trình học ở bên em ấy thì giáo viên dạy chị có nhiệt tình và dễ hiểu không? Rất là nhiệt tình luôn. Dạ vâng. Phải nói là cô Tâm rất là nhiệt tình về những cái chỗ nào mà mình không hiểu, những vấn đề mình thắc mắc thì cô giảng giải rất là nhiệt tình. Mình lấy ví dụ rồi, ví dụ này không hiểu thì chuyển qua ví dụ khác, chừng nào mà mình hiểu thì thôi. Vâng, vậy thì tốt rồi. Sau khi mà chị kết thúc khóa học bên em ấy thì là trong cái quá trình chị làm việc ấy mà cần hỗ trợ gì về nghiệp vụ thì giáo viên bên em là vẫn hỗ trợ, thì chị cứ liên hệ với giáo viên bên em chị nhá. Vâng. Nói chung là trong quá trình mình làm việc thì tại nhiều ví dụ là mình vừa đi làm vừa là mình vừa cũng vừa kinh doanh thêm ấy, À thì dạ ví vâng. dụ trong cái nghiệp vụ mà đi làm hoặc là nghiệp vụ mà mình kinh doanh thêm, mình không biết cái gì là mình hỏi cô, là cô sẵn sàng chỉ hết. À Nói dạ chung vâng. là rất là nhiệt tình với mình về trong công việc cũng như cuộc sống. Dạ vâng. Thế cái lúc mà chị học ở bên em ấy thì là chị học theo giáo trình hay là chị học trên chứng từ thực tế của chị? Cả hai luôn. À chị học song song luôn hả chị? À, thế chị học cái bộ giáo trình của bên em biên soạn ấy thì chị thấy giáo trình bên em có ổn không chị? Có sát so với thực tế chị đi làm không? Có em. Dạ Rất vâng. là giống với lại cái công việc chị đang làm. Dạ vâng. Làm Thế thì ổn rồi. về giáo trình này, vừa cô giáo dạy, nói chung là chị đánh giá là rất là tốt, rất là ok, Dạ vâng. không có điều gì thắc mắc hết trơn. Dạ vâng. Vậy thì sau khi học bên em ấy mà có bạn bè hay là đồng nghiệp gì mà muốn có nhu cầu học về kế toán thì là chị giới thiệu đến học ở trung tâm em nhé. Ok em. Dạ Chắc vâng. Em cảm ơn chị đã tin tưởng và tham gia đăng ký khóa học ở trung tâm. em Dạ rồi, vâng, dạ ok vâng, em. dạ vâng. Nếu mà trong quá trình làm chị có bạn bè nào hỏi thì, hoặc là chị có thể giới thiệu họ qua bên trung tâm của mình để học nâng cao nghiệp Dạ vụ. vâng ạ, dạ vâng. Em cảm ơn chị nhé. Em Dạ, rồi, cảm ơn vâng. em Dạ nha, vâng ạ. cảm ơn Thế em. em gọi điện hỏi thăm chị chút vậy thôi để bên em thanh toán cho giáo viên mà. Dạ Rồi vâng. em. Dạ vâng. Thế chị nhá, em chào chị ạ. Em cảm ơn chị. Rồi, Dạ vâng ạ. cảm ơn Dạ vâng, em. em chào chị. Rồi.